Dạ rồi anh chị, hôm nay em Tâm đã đem đến cho anh chị một mẫu xe Corolla Cross 1.8V phiên bản full xăng biển Sài Gòn đi mới 10.000 cây thôi anh chị. Xe zin từng con ngốc luôn, màu nâu, sản xuất 2020 và đăng ký lần đầu là 2020, một chủ ngay từ đầu luôn nha anh chị. Với lối thiết kế trẻ trung thanh mảnh cùng cái cụm đèn trước full LED, có camera 360 độ và gói an toàn Toyota Safety Sense, thì mẫu Corolla Cross 1.8V này là mẫu xe đang đứng đầu phân khúc SUV nha anh chị, gầm cao 5 chỗ. Về chất xe thì xe full lịch sử hãng, với bộ ghế da của hãng là màu nâu, thì hãng xe siêu lướt 10.000 cây Toyota mà để mới đi 10.000 cây là giống như mới đô đai vậy anh chị. Xe thì được trang bị gói đồ chơi cao cấp như là lót sàn Simili, lót sàn 5D, dán phim cách nhiệt 3M, cốp mở điện, ốp nắp xăng đầy đủ. Bánh sơ cua chưa hạ, bộ đồ nghề chưa sử dụng luôn, chất xe này thì không khác gì xe mới hết anh chị. Chỉ với 7 đồng hơn là sở hữu ngay một em siêu phẩm này. Anh chị nào quan tâm đến xe này thì hãy liên hệ với em nha. Cảm ơn anh chị.